Ok, hello mọi người, hôm nay lại là mình đây. Thì mình sẽ tiếp tục con game Farmme nha mọi người. Cùng mình vào ạc đầu tiên nào mọi người. Ok, đầu tiên thì mình sẽ bán bớt một số hạt giống trong túi nha mọi người. Thì xếp ra luôn. Ok, ạc này thì mình sẽ thu 5 cà rốt rồi mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Ok, mình hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Mình sẽ qua một app mới nè. Ok mọi người, mình sẽ qua một app mới nha. Thank you.
Oh,
gần thả chậm hơn cá xa thả chúng. Không phải kiểu gần á, gần mình chủ quan á là kiểu dùng chiêu hai ba chiêu một lúc á là thả cá, không phải, nó còn xa. Thả cá xa chúng mà cá gần đúng không thôi. Cá phương tầm lúc nào đúng. Mà con cá có 30 giây thì được tiếp kiếm cá không mà phải nâng niu. Có gì phải nâng niu hết.
Thank you.
tiếp tục thôi nào. Mình sẽ quay một hạt mới nha mọi người. Hạt này thì cà rốt tím mình sẽ quay lại thu nha mọi người.
là mình kiểu mình mua cái hàng xong mình kêu nó tiền.